quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của huyện Chư Rút. Hôm nay ngày 14 tháng 10, mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền hình hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Hội nông dân huyện Chư Rút tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam. Đoàn thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống thiên tai tại huyện Chư Rút. Người chăn nuôi nhỏ lẻ khó khăn vì thiếu vốn tái đàn. Hiệu quả từ phong trào khởi nghiệp của đoàn xã Tâm Thắng. Phần cuối chương trình là phóng sự xã Epo nỗ lực về đích nông thôn mới. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 10, Hội Nông dân huyện Chư Rút tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020. Đến dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành, đoàn thể và các xã thị trấn. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong suốt 90 năm qua, đồng thời nêu bật những kết quả đạt được trong công tác xây dựng hội và phong trào nông dân trong thời gian qua trên địa bàn huyện Chư Rút. Theo đó, chỉ tính trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện đã huy động được trên 3,7 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân cho 12 dự án vay, tổ chức được 492 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật với hơn 26.119 hội viên tham gia. Phối hợp với chính quyền các địa phương thành lập 15 hợp tác xã, 84 tổ hợp tác, 36 trang trại, vận động hội viên đóng góp trên 7.940 ngày công, huy động số tiền trên 11,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, gửi lời chúc mừng đến cán bộ hội viên Hội Nông dân huyện Chư Rút nhân ngày thành lập, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những kết quả hoạt động của các cấp hội trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội nông dân cần tiếp tục bám sát chương trình hành động, đề ra các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng hội vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 7 đã đề ra. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã trao tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích điển hình tiên tiến hoạt động trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Sáng ngày 14 tháng 10, đoàn thanh tra số 575 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống thiên tai tại huyện Chư Rút. Các nội dung thanh tra bao gồm việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai, việc triển khai thực hiện luật phòng chống thiên tai và các quy định liên quan về phòng chống thiên tai, việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý, việc quản lý bảo vệ công trình phòng chống thiên tai, việc kiểm tra đôn đốc công tác tổ chức chuẩn bị nhân lực, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất, xử lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động phòng chống thiên tai. Việc thanh tra nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai tại huyện Chư Rút, đồng thời nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai. Được biết, thời gian thanh tra sẽ tiến hành từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 tại Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút và các xã Tâm Thắng, Trúc Sơn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện nay huyện Chư Rút đã xây dựng 3 khu dân cư kiểu mẫu ở xã Tâm Thắng và xã Nam Dông. Trong đó, tại xã Nam Dông đã xây dựng hoàn thiện khu dân cư kiểu mẫu với 2 vườn mẫu, rẫy mẫu ở thôn 6. Tại xã Tâm Thắng, chính quyền địa phương đang tiếp tục hoàn thiện khu dân cư kiểu mẫu với 2 vườn mẫu, rẫy mẫu ở thôn 7 và tiếp tục xây dựng thêm khu dân cư kiểu mẫu ở thôn 3. Theo đánh giá, đến nay, bộ mặt nông thôn của các khu dân cư kiểu mẫu đã có nhiều thay đổi rõ nét. Nhà cửa, vườn hộ được chỉnh trang, hàng rào dần được xanh hóa, cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng xanh, sạch đẹp, tình trạng ô nhiễm môi trường giảm, an ninh trật tự được đảm bảo. Được biết, do xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là một nội dung mới trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nên để thực hiện có hiệu quả, huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, Ủy ban Nhân dân các xã địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nội dung các bước xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay, các ngành chức năng ở huyện Chư Rút đang tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân đẩy mạnh việc tái đàn lợn trở lại, chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học. Tuy nhiên, việc tăng đàn, tái đàn trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang gặp nhiều khó khăn trở ngại do khan hiếm nguồn giống và giá lợn giống cao, cộng với không đảm bảo nguồn vốn đã đầu tư. Là một trong những hộ nuôi lợn lâu năm tại xã Tâm Thắng, khi chưa xảy ra dịch bệnh, bao giờ trong chuồng nhà bà Phạm Thị Huệ cũng có ít nhất trên 50 con lợn. Thế nhưng đến thời điểm này, do giá lợn giống tăng, chi phí đầu vào cao nên bà Huệ cố gắng lắm mới có được phân nửa số lợn so với thời điểm trước. Tôi là chăn nuôi nhỏ lẻ thì tôi rất lo là cái khâu mà đầu ra thì giá cả. Thứ nhất là giá cả và cái thứ hai nữa là nguồn vốn nó hơi bị ít ý, thì nhiều khi nếu như thế có vốn ấy, thì đều thì tôi được mua được cái giá cám nó có thấp hơn. Còn nếu như không có đều ấy thì là tôi phải mua giá nó cao hơn. Vì vậy cũng rất là mong trên là giúp đỡ, nếu mà có thể được ấy, thì giúp đỡ tôi để vay được cái lãi suất nó đỡ. Thì tôi chăn nuôi nó đều và giá cả nó thất thường thì tôi cũng không đáng lo, bởi vì là có lúc cao, lúc thấp. Nên là rất mong sự giúp đỡ của cấp trên. Xã Tâm Thắng là một trong những địa phương có nhiều hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Chư Rút. Theo bà con nông dân thì tình hình tái đàn, tăng đàn lợn tại địa phương đang gặp nhiều khó khăn. Hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn sau thời điểm xảy ra dịch gần như dậm chân tại chỗ. Mặc dù được địa phương động viên đẩy mạnh việc tái đàn lợn, thế nhưng cũng chưa biết tái đàn bằng cách nào khi mà con giống thì không có, hoặc nếu có thì với giá rất cao. Trước mắt thì trong hơn 20 năm qua thì tôi chăn nuôi heo thì cái khó khăn nhất ấy, thì của gia đình chăn nuôi thì về cái thú y bệnh tật của heo. Gia đình vào đây thì nói chung về nguồn vốn thì nó cũng ít, hạn hẹp, thì cũng khó khăn về cái nguồn vốn, nhưng mà gia đình cũng tạo điều kiện để xoay sở nối nọ rồi là nối kia để mình có đồng vốn để mình chăn nuôi, để tập trung vào với là vay của ngân hàng chính nhà nước, ngân hàng nông nghiệp của để chúng ta phát triển kinh tế. Thời điểm hiện nay, ngoài yếu tố thiếu giống, giá cao thì chi phí đầu vào là những yếu tố gây khó để người chăn nuôi tái đàn. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng lượng tái đàn trên địa bàn huyện Chư Rút ước tính khoảng trên 86.000 con. Qua đợt dịch tả lợn châu Phi, các hộ nhỏ lẻ bị thiệt hại nặng nhất. Do vậy, hiện nay ngành nông nghiệp huyện Chư Rút khuyến cáo các hộ chăn nuôi mua con giống phải chú ý rõ nguồn gốc, phải mua từ những cơ sở có uy tín, không mua trôi nổi. Đặc biệt trong quá trình mua vận chuyển thì phải có kiểm dịch của các cơ quan chuyên môn. Mặt khác, các nông hộ phải kiểm soát chặt chẽ chuồng nuôi, nhất là việc ra vào của con người. Các cái nông hộ thì trong điều kiện như hiện nay thì họ không chăn nuôi để kinh doanh nhưng mà chăn nuôi để tiêu thụ cho gia đình thì buộc phải chăn nuôi nhỏ lẻ. Về các phương pháp phòng dịch thì hiện nay trên địa bàn huyện thì ở đầu năm thì nó có diễn biến một số dịch tả lợn châu Phi nhỏ lẻ do không kiểm soát được nguồn giống. Dịch cúm gia cầm có diễn ra nhưng không có, nhưng mà nằm trong lòng kiểm soát, chưa diễn biến lớn. Hàng năm thì cái Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp có cái ngành thú y thì họ tổ chức tiêm phòng. Vừa rồi cái báo cáo thống kê thì tiêm phòng cũng cỡ tầm 5.000 liều vaccine về tả lợn châu Phi, về cái ngừa tái xanh châu Phi và một cái cúm gia cầm. Trên 5.000 liều vaccine chích miễn phí cho bà con. Tất nhiên là hiện nay cái phát triển mạnh nhất của ta thì ở đây là cái phát triển chăn nuôi heo mang cách là trang trại mà hợp tác với công ty CP. Số lượng này nó rơi vào cỡ tầm tái đàn một năm hai lần thì nó cỡ 550.000 đầu heo. Đến cuối năm 2020, huyện Chư Rút đặt ra mục tiêu phát triển đàn lợn đạt gần 75.000 con. Để thực hiện được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp huyện Chư Rút sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn lợn, tăng đàn, xây dựng kế hoạch tái đàn phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm cân đối đủ nguồn cung cầu về thịt lợn. Thư viện trong các trường học là hoạt động quan trọng của dạy học, nó góp phần phát triển văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, hiện nay việc phát huy hiệu quả của các thư viện trường học chưa thật sự được các nhà trường quan tâm đúng mức. Hiện nay, toàn huyện Chư Rút có 47 trường học thì có 30 trường có thư viện, tập trung chủ yếu ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hầu hết các thư viện, các trường học trên địa bàn huyện có rất nhiều đầu sách, đầu báo để phục vụ nhu cầu đọc sách, tìm hiểu kiến thức cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, việc thu hút học sinh, giáo viên đến thư viện tham khảo vẫn còn hạn chế. Thiết nghĩ thời gian tới, Ban giám hiệu các trường học trong huyện cần chú trọng xây dựng mô hình thư viện xanh, tuyên truyền để các em học sinh đến với thư viện, mượn sách và đọc sách, đọc báo nhiều hơn, góp phần giáo dục thêm kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng văn hóa đọc, phong trào đọc viết trong học sinh, giáo viên, nhà trường, góp phần phát triển toàn diện cho học sinh. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua cùng với việc vận động nhân dân đóng góp tiền của, hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, xã Epo còn vận động nhân dân trồng hoa hai bên đường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Tính đến nay, xã Epo có trên 40 km đường giao thông nông thôn thì có đến 86% tuyến đường được bê tông hóa. Để tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, cấp ủy chính quyền xã Epo đã chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với ban tự quản các thôn triển khai mô hình tuyến đường hoa theo mô hình dân vận khéo và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhiều hộ dân đã chủ động trồng hoa ở các đoạn đường ngõ xóm nhà mình. Những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan thôn xóm được nâng lên rõ nét, tình trạng vứt rác bừa bãi vì thế cũng đã giảm hẳn, góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần dám nghĩ dám làm, những năm qua phong trào khởi nghiệp đã thu hút và có sức lan tỏa đến các bạn trẻ ở xã Tâm Thắng tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đoàn thanh niên xã Tâm Thắng được đánh giá là một trong những tổ chức đoàn cơ sở đi đầu trong phong trào này ở huyện Chư Rút. Khi bắt tay vào khởi nghiệp, chị Nguyễn Thị Bích Thủy, người đã đạt giải khuyến khích tại cuộc thi khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức với số vốn chỉ vài trăm ngàn đồng. Sau 5 năm kinh doanh, chị Thủy đã trang bị cho quán của mình tương đối đầy đủ dụng cụ, máy chế biến thực phẩm. Với kinh nghiệm nấu chè 7 năm cùng với kiến thức về ẩm thực học được, chị Thủy đã chế biến ra công thức chè của riêng mình. Không chỉ thành công trên con đường khởi nghiệp, tạo ra số vốn tích lũy cho bản thân, chị Thủy còn giúp cho nhiều đoàn viên có việc làm với mức lương ổn định. Như ban đầu là em chỉ gọi là đi bán chè dạo để gọi là mưu sống thôi. Nhưng sau khi đi học phát triển về bản thân thì em mới nghĩ ra là bán chè mình trao yêu thương và trao cái giá trị cho tất cả mọi người. Làm đây được 2 năm, cô chủ đây rất là vui tính, công việc đây cũng rất là vui, cho nên thu nhập của mình ổn định hơn, tạo công ăn việc làm cho mấy em mình. Đoàn xã Tâm Thắng hiện có 378 đoàn viên. Để giúp cho đoàn viên khởi nghiệp, Ban chấp hành đoàn xã Tâm Thắng đã tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế thông qua nhiều hình thức, như tổ chức các hoạt động giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, giúp hộ thanh niên thoát nghèo, xây dựng các mô hình tổ nhóm thanh niên phát triển kinh tế, các mô hình sản xuất kinh doanh mới trong thanh niên, đồng thời khảo sát các mô hình thanh niên làm ăn có hiệu quả, hướng dẫn lập các dự án mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động là thanh niên, qua đó tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ vốn cho đoàn viên thanh niên, thúc đẩy hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Trong đó có tất cả những anh chị em, có cả những anh chị rồi có cả các em nữa. Rất nhiều ý kiến là nói chung là cái định hướng về lập nghiệp và nói chung là từ khi tham gia vào thì em trước đây em đã mở xưởng nhỏ, sau này tham gia vào rồi bắt đầu là các anh chị nó cũng nói chung cũng hướng cho mình, nên em thấy là rất là bổ ích, là em dần dần em mở lên. Bây giờ là nói chung là thợ em là bây giờ là nói chung là trong xưởng em là khi nào cũng phải có 3-4 thợ. Đến nay, tổng dư nợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà đoàn thanh niên xã Tâm Thắng đang quản lý để giúp đoàn viên vay vốn đầu tư vào phát triển kinh tế lên tới 12 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn khởi nghiệp cho đoàn viên vay gần 1 tỷ đồng. Nhờ có nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, sự vượt khó vươn lên của các đoàn viên thanh niên, đến nay đoàn xã Tâm Thắng không còn đoàn viên thuộc diện hộ nghèo, trên 60% có kinh tế khá. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn xã Tâm Thắng tiếp tục tuyên truyền và vận động các bạn đoàn viên thanh niên cũng như các tổ chức hội đoàn thể tích cực tham gia phong trào khởi nghiệp, định hướng để phát triển mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Đối với đoàn thanh niên xã thì hiện nay đang quản lý là gần 12 tỷ đồng cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách. Đây cũng là một thuận lợi để mà đoàn xã phối hợp với ngân hàng chính sách có thể tạo điều kiện cho thanh niên trên địa bàn nói chung và thanh niên của câu lạc bộ nói riêng tiếp cận được với nguồn vốn này để mà có thể định hướng cái nghề nghiệp của mình cũng như là có nguồn vốn để phát triển kinh tế. Với những nỗ lực đồng hành khởi nghiệp cùng đoàn viên thanh niên của Ban chấp hành Đoàn xã Tâm Thắng, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao thu nhập. Hy vọng trong thời gian tới, Đoàn xã Tâm Thắng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối kết nối các đơn vị hỗ trợ về nguồn vốn và đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, định hướng cho thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Chư Rút, cuối năm 2020, xã Epo sẽ về đích nông thôn mới. Để hoàn thành kế hoạch về đích đúng theo lộ trình, ngay từ đầu năm 2020, cấp ủy chính quyền xã Epo đã dốc toàn lực để hoàn thành các tiêu chí. Đó là tiêu chí vệ sinh môi trường, xóa nhà tạm, trường học, hệ thống chính trị và an ninh trật tự. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Là xã nghèo với 80% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số và có điểm xuất phát quá thấp, nên con đường về đích nông thôn mới của Epo gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường. Ý thức của người dân vẫn còn tự đốt rác, vứt rác bừa bãi ra nương rẫy. Epo lại có 2 khu nghĩa trang nhân dân, trước đây khu vực chôn cất không theo quy định. Để thay đổi thói quen đó của người dân, cấp ủy chính quyền xã Epo đã kêu gọi các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng, quy hoạch lại khu nghĩa trang. Bên cạnh đó, triển khai xây dựng các thùng rác bằng bê tông tại các cánh đồng để người dân thay đổi thói quen không xả rác bừa bãi ra môi trường, nhất là rác thải độc hại. Đồng thời vận động người dân đăng ký thu gom rác thải với công ty Phú Sơn. Nhờ vậy, ý thức người dân đã được nâng cao, địa phương cơ bản đã hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường. Mỗi khi phun xong thì bà con là toàn có là bỏ ở tại chỗ hoặc là đem bỏ cạnh đường. Và từ khi có cái thùng bỏ cái chất thải này vào thì bà con đều đem về bỏ vào trong bể chứa, rất an toàn và sạch sẽ. Cùng với việc hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường, tiêu chí xóa nhà tạm cũng là một trong những tiêu chí mà cấp ủy chính quyền xã Epo đặc biệt quan tâm. Sau khi thống kê số hộ cần được xóa nhà tạm, xã Epo đã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn của tỉnh, huyện và địa phương, hỗ trợ cho mỗi hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cộng với sự hỗ trợ của các tổ chức hội nên đến nay, Epo đã hoàn thành xây dựng mới 26 căn nhà với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Các hộ dân đều phấn khởi khi có nhà mới để ở và yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững. Trước thì chưa làm được cái nhà, thì mưa thì nó dột, làm được cái nhà thì không dột nữa, không phải mưa thì cứ phải lo chạy chỗ này chỗ nọ nữa. Có nhà mới ở thì phải hai vợ chồng phải lo làm ăn, thoát hẳn nghèo luôn. Hiện nay rất nhiều con đường liên thôn, liên xã ở Epo đã được bê tông hóa và trồng đầy hoa hai bên đường, khoác lên mình một sắc màu mới cho một vùng quê. Bà con nơi đây đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hệ thống điện, đường, trường trạm cũng được đầu tư nâng cấp, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn. Còn 5 tiêu chí còn lại về nông thôn mới của địa phương thì thời điểm này về cái tiêu chí nhà tạm thì tôi đánh giá là sẽ đạt được tức là trước kế hoạch đề ra. Còn như tiêu chí về nhà trường thì tới thời điểm này về trường học thì chúng tôi đang tiến hành xây dựng, có khả năng cũng khả năng là sẽ đảm bảo trong thời gian kế hoạch để về nông thôn mới. Còn đường giao thông thì tới thời điểm này phải nói là đạt trên tỷ lệ theo quy định là tổng số km giao thông nông thôn chúng tôi đã xây dựng đạt. Còn một cái tiêu chí chúng tôi tới thời điểm này chúng tôi chưa dám đánh giá là về cái tiêu chí số 18 là tiêu chí về hệ thống chính trị. Và tiêu chí số 19 là tiêu chí về trật tự an toàn xã hội, là hai cái tiêu chí này thì nó tại thời điểm này là còn khoảng gần 2 tháng nữa thì mới đưa ra cái kết quả đánh giá của một năm đạt hoàn thành là 19 trên 19 tiêu chí năm 20 và sẽ đạt nông thôn mới năm 20. Có thể nói với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, xã với các giải pháp khá đồng bộ, cộng với sự nỗ lực của chính những người dân nên xã Epo đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.